Chào các bạn nha. Lâu quá mình không có quay video. Tại vì Video hả? À, tại vì mình đi làm không có thời gian. Bữa nay mình mới có ý tưởng quay video. Lúc trước mình quay video á, mình có cái điện thoại không à. Mình quay video cái, có cái một bạn comment nói quay video chóng mặt quá à, thôi không xem nữa. Nay mình có mua một cái đồ nè, mình tập làm thôi. Mình chỉ có điện thoại với bữa nay mình mua thêm cái gimbal. Giới thiệu gimbal này, gimbal 2 gì đó. Trên mạng thấy nó nói xài cũng ngon lắm. Để mình hái cho các bạn xem nè. Mình giới thiệu cho mấy bạn xem. Đây nè. Em mua lên trên Lazada đó. Cái này là để mua cho mấy bạn xem nè. Mua Lazada là mua đâu? Mua Lazada không biết nữa. Lazada là trên mạng đó. Mua hàng giao Lazada đó. Điểm hợp. Xong rồi ở đây nó giấy tờ mình tháo ra rồi. À, ở trong này lấy cái này ra. Các bạn xem đi. Đây nè. Cái này là cái gimbal nè. Còn cái này. Nói chung là hôm nay mình mua được mấy bữa rồi nhưng mà cũng chưa biết xài mấy. Xài nó mới có biết cầm để khởi động quay thôi. Gimbal con này cũng nguyên cái nó, còn cái này là cái tính kia mình cái chai bot này, cái chân á gắn này nè. Cái này nó hay, cái này nó được cái này để mình để dưới luôn á, để dù như vậy nè, cái chân để được, thì bạn đi bạn cầm mỗi tay bạn để được. Có cái này tiện lại nữa là mình thấy cái kia nó không có, cái gimbal kia không có, nhưng mà này có cái hay nó rút ra được. Dài 18 cm, nghe hay không? Đại bộ xa xa là quay được mặt lên quay nè, có lý à. Rồi này mình giới thiệu đây, xe xe này nó còn đo ra phía trong đây, nó có một số cái dây nữa như là này. Cái này nó sạc, mua dây sạc. Thế là cái sạc, cái dây sạc chứ. Dây này là dây điện thoại. Điện thoại vấn nào này. Hay lắm, hay lắm. Dây này là dây do iPhone. Thôi nè. Cái 3 cộng rồi, còn cộng rồi nữa. Còn có một cái này là trong dây dạng như sao rồi đi mẹ bố chứ bố. Ê, đừng chửi. Còn dây này để gắn vô đây nè, hình như gắn vô đây mình đeo gì nè, kiểu như là đeo về làm như đừng cho nó bị giật, giật thân nhỏ là cái gì không lại nói rồi chị, đừng cho bị gớt á, kiểu như loại mình cầm là nó gớt những người dính tay ha, có lý không? Rồi mình giới thiệu sơ sơ mấy bạn xem thôi, rồi mình lấy cái mình bỏ cái này vô rồi mình đáp thử cho mấy bạn xem luôn, thử máy mấy bạn xem luôn ha. Giờ mình khởi động cái gimbal này cho mấy bạn xem ha. Cái này là nó không có căng nha. Giờ mình phải làm cho nó căng lại. Ở đây nó có cái nút, nó có cái đồ gặt nè. Đó, gặt nè. Dạ, đúng rồi. Cái này nặng bên đây. Mình phải kéo lại nữa.
chưa được dứt tí nữa. Chung vậy là cũng gần được rồi nè, mình thấy nó cũng còn chưa ngon lắm. Nghe nói là mình phải căng cho nó ngay, nếu mà căng không ngay nó hao pin, nó hư hay bị hư gimbal nữa. Chung vậy mình thấy cũng không ổn rồi đó. Thì để lên thì là thấy nó bằng, nó về là thấy cũng ổn rồi nè. Căng gì cũng tương đối đó. Đừng khởi động nha. Đúng rồi. Có khởi động có cái nút này nè. Đúng rồi. Lúc phải động. Đúng rồi. Này phải động thì phải động. Được không? Không, cái này chưa được à, cái màu đỏ chưa được. Ok, đó, xanh xanh với chớp chớp vậy là mình đúng đó. Còn mà nó đỏ tươi là sai đó, phải nó đông lại. Đó, giờ đứng đây nè. Được chưa? Ok chưa? Ok rồi. Cái dài nè, cái dài đi kéo nè. Đó. Đẩy xuống cũng được, đẩy xuống bàn ấy quay điện được. Đâu nào mình lấy điện thoại mình quay một vòng cho các bạn xem nè, nó có trống rung như thế nào. Ok. Chung là giờ ban đêm các bạn ơi. Mình ở này mình rảnh lắm, ngày mình đi làm rồi. Không thời gian mấy nữa. Thì mình test cái gimbal thử cho các bạn xem ha. Chạy một vòng công ty nè. Các bạn xem nè, nó rung luôn. Đó, đang đi nè. Nó quăng vòng vòng đỏ công ty cho mấy này nè. Thanh niên ở đây làm cơ khí còn cũng đực không à. Nhưng bữa nay là lương đi chơi trơn rồi. Đi chơi hết trơn à. Lương đi chơi hết rồi. Con thằng à. Đó. Con thì mình làm cái này. Nó ở với máy móc tùm lum nữa. Mình chạy nha. Kia nữa kìa, máy thì đông luôn, chạy vòng nha, thỏ nè, không, đi hết rồi, đi nữa rồi, chạy nữa, ha, anh chạy nha. Là cái khu vực ăn cơm. Đâu quá. Chạy vòng luôn nha. Hả? Chạy đó. Mình test 1 phút cho mấy chạy vòng cho mấy bạn xem đó, thấy hình ảnh nó sao, có đỡ rung hơn là lúc mình cầm điện thoại không.
Rồi, cái này nó có giá là 2 triệu mua đa ngang các bạn. Ai mà có nhu cầu mua, có nhu cầu mà quay phim đồ làm YouTube gì đó hay là quay chơi chơi vô định thì mỗi 2 triệu mua này xài thấy cũng tiện lợi lắm á. Bây giờ video mình đến đây kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem nha. Và anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ, ngon giấc. Bye ha.